Xin chào mọi người đến với video tiếp theo của Mê Phật. Thì hôm nay em làm nhân viên gói đơn rồi mọi người ạ. Em được mọi người thôi chứ thực ra thì hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người. Những cái thắc mắc mà mọi người gửi đến cho Vivo Phượt đó là trong quá trình vận chuyển nón, vận chuyển hàng hóa thì Vivo Phượt đóng gói như thế nào để tránh cái việc mà bị hư hỏng hàng hóa. Thì thật ra cái vấn đề mà hư hỏng hay là cái vấn đề rủi ro khi mà vận chuyển thì đó là một cái vấn đề mà không thể nào tránh khỏi được. Nhưng mà Vivo Phượt sẽ luôn luôn đóng gói một cách kỹ lưỡng nhất để khi khách hàng nhận về một cái sản phẩm nó an toàn nhất, nó chỉnh chu nhất. Và cái việc rủi ro đó thì khách hàng lo một nhưng mà Vivo Phượt sẽ lo đến 10. Bởi vì khi mà khách hàng nhận được một cái món hàng của mình mà không còn nguyên vẹn bị hư hỏng thì khách hàng sẽ đánh giá một sao cho shop đúng không? Nên vậy cho nên là tất cả những sản phẩm từ lớn đến nhỏ, từ nón bảo hiểm nhỏ đến nón bảo hiểm lớn thì shop luôn luôn có một quy trình đóng gói rất là kỹ lưỡng. Thì hôm nay Như lên một cái video gọi là quy trình đóng gói nón bảo hiểm để cho mọi người tham khảo nha. Thì để có một cái quy trình đóng gói hoàn chỉnh thì ở đây Như sẽ có một cái sản phẩm nón 3/4 KT Venom, hộp của nón này. Có một túi chống trầy chính hãng, có in logo của KT luôn. Đi kèm sản phẩm sẽ là một chiếc tem, một cái cảnh báo và lại với lại một quyển sổ gọi là hướng dẫn sử dụng. Rồi sẽ có một chiếc túi chống sốc để làm nón, tiếp một cái bọc chống sốc bọc ngoài nón và đây là dụng cụ để chèn nón. Thì không thể thiếu như các dụng cụ như là băng keo rồi đúng không? Bây giờ bắt đầu vào việc nhé. Xong nhưng mà chưa xong, phải bọc cái lớp bên ngoài để bảo vệ hộp này, giống như kiểu là khi mà lỡ như shipper có gặp trời mưa thì nó cũng hạn chế một phần nào đấy ướt hộp của mọi người và hạn chế một phần nào đấy cái việc mà móp hộp hoặc là vỡ hộp khi mà đến tay mọi người. Ở bên ngoài thì Như sẽ dùng một lớp mà một thực phẩm để bọc hộp nó lại. Cuối cùng là một lớp băng keo nó mới an toàn được nhé. Rồi, đây sẽ là sản phẩm cuối cùng khi mà đến tay mọi người thì sẽ được bọc như thế này nha. Thì không chỉ riêng cái dòng nón này mà riêng mà những dòng nón bảo hiểm khác thì shop cũng sẽ cố gắng bọc gói kỹ nhất có thể khi mà đến tay của khách hàng sẽ không bị vỡ hoặc là bị hư hỏng ở bên trong. Video đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Bye bye mọi người.